Kính chào cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhân Tân Châu. Kính thưa cô chú chị em, thì hôm nay kênh YouTube Nhân Tân Châu sẽ quay sơ lược bông trang đỏ cô chú anh chị. Thì đây là vườn bông trang rất là đẹp, bông rất là cái phơm bông rất là nhiều nghe cô chú anh chị em. Một cọc không có tôi với anh chị, thăng một cọc. Tết này thì bán số lượng rất là nhiều người cô chú anh chị, thì nhiều bà con hôm trước này đến đây mua thì anh ấy bán là cũng rất là nhiều. Bụng rất là đẹp, đây là một cọc thôi. Thank you.
tắc. Đây là hình tròn. Đây, thân bóng trang này là hình tròn. Rồi bên đây thì màu đỏ. Trang màu đỏ. Quá bông. Đây cũng là một cột luôn. Này màu đỏ luôn. Đây là một cột. Quá đẹp rồi cô chú anh chị. Con trang lá nhỏ thì thích hợp cho cô chú anh chị nào thích trồng con trang lá nhỏ thì sẽ đến gặp tại anh chủ vườn trồng con trang tại địa điểm chút xíu nữa kênh YouTube Nhân Tăng Châu sẽ trao đổi với anh, anh sẽ cho biết giá từng cây bông trang nghe cô chú anh chị. Đây là hồng phấn. Em chào anh Kha. Thì được biết thì hôm nay em nghe nói anh có vườn bông trang đỏ. Vậy hôm nay thì anh trồng hiện nay thì còn bao nhiêu công bông trang anh Kha cho em biết được không ạ? Cái này cũng 2 cân rưỡi rồi. Dạ. Bông trang này mình trồng bông trang loại mấy màu anh? Dạ. Loại lá nhỏ đó là mấy màu? Màu gì với màu gì anh? Anh trồng bông trang gì thì anh trồng vậy là nó bao lâu nó mới lớn được chiều cao nó phát triển là bao lâu mới được bao nhiêu tắc anh trồng được 2 năm mới được 7 tấc khoảng mà chiều cao khoảng 7-8 tấc ha anh. Dạ. Rồi bông trang này anh hôm tết thì anh có thu hoạch anh có bán được không? Thì dù chút xíu nữa em để số điện thoại của anh lên trên cái kênh YouTube của Nhân Tăng Châu. Thì bà con thì có liên hệ với anh Kha mua bông trang, hoa trang đó, đỏ, lá nhỏ và lá lớn. Thì nữa sau này bà con có liên hệ với anh thì qua số điện thoại em gắn ở trên màn hình của em đó anh Kha. Dạ. Thì được biết thì giá cả thì nữa có khi nào thì người ta bà con liên hệ số điện thoại của anh đó thì anh nói giá, anh liên hệ với bà con ha anh ha. Để mong nhận tất cả bà con của chúng ta, đây là anh Kha chủ vườn bông trang lá nhỏ và lá lớn có luôn nghe cô chú anh chị, thì rất là nhiều. Thì mong rằng cô chú anh chị nào mà chơi bông trang kiển đó thì liên hệ qua số điện thoại của anh Kha chút xíu nữa, kênh YouTube Nhân Tăng Châu sẽ gắn số điện thoại của anh Kha trên màn hình nhỏ cho cô chú anh chị được nhìn thấy. Rồi em cảm ơn anh Kha. Dạ. We'll be right back.
bông nhiều. Thằng này thì đang mới cái da nụ cô chú anh chị, bông này mới ra nụ rồi.